Hello bà con, bữa nay ngày 21 tháng 3 2024, em có lên trên Fullerton tham dự cái tòa này là tòa cấp cao của California nha bà con. Thì nói tóm là chùa Bảo Quang hồi xưa, chùa cái tòa cấp dưới là nó đã xét xử là cho giống như là cho gia đình của Hồng Bạch gì đó, là người ta hoàn toàn ta thắng, là giống như ba gia đình có ba người, giống như là gia đình làm hội đồng quản trị đó bà con đó. Thì bây giờ nói tóm lại là bây giờ tòa cấp cao thì người ta giống như cái cuộc xử hồi xưa đó, là bây giờ nó giống như nó gạt qua bên, bây giờ tòa cấp dưới là đã bị gạt qua bên, giờ tới tòa cấp trên là bữa nay là đúng 1:30 là có sơ, người ta sẽ mở hồ sơ người ta xét lại đó bà con. Thì em cũng có lên đây tham dự coi cuộc tòa cấp cao xử sao cho vụ chùa Bảo Quang nha bà con. Thì toàn Phật tử mình thì lúc nào cũng muốn là cái đó là tài sản chung của Phật tử mình, thì cái đó là thuộc cũng về Phật tử của mình thôi. Nó tóm là vậy, chứ bây giờ nghe nói là hội đồng quản trị là tất cả là gia đình ba người, thì của Hồng Bạch gì đó em không biết nữa. Thì tất cả mọi cái gì là phải qua gia đình ta hết. Thì cái đó thì bữa nay em coi kết quả làm sao. Nhưng mà em đi tới bất ngờ thì em thấy chú Thanh Ni này là cũng là Phật tử, là tay mặt tay trái với Hòa Thượng Quảng Thanh hồi xưa. Dạ, thì em xin hỏi hay xin chào chú. Dạ, dạ. Anh Quang của dạ. Phố Cali Bonsa TV này. Dạ, bữa nay con có tới đây tham dự thì gặp chú Thanh Ni, chú Thanh Ni tới đây chúc, thì con xin hỏi chú Thanh Ni chúc cái vài điều để cho bà con trên toàn thế giới ta cũng lo về chùa Bảo Quang mình, không biết tình hình sao á chú. Dạ, vâng. Cảm ơn chú nhiều ạ. Hân hạnh được tiếp chuyện với đồng bào để đưa những cái tin tức xác thực để cho mọi người biết. Tại vì chùa Bảo Quang như mọi người biết đó, đó là tài sản chung của tất cả mọi người, là sự đóng góp của rất nhiều người để xây dựng nên. Hòa Thượng Thích Quảng Thanh là người đứng giống như là cái cột, cái tâm điểm để thu hút tất cả những nguồn tài chánh, vật lực và tài lực cũng như nhân sự họ đóng góp vào để xây dựng nên một cái chùa Bảo Quang rất là quy mô ngay tại đường New Hope thuộc thành phố Santa Ana đó quý vị. Thì quý vị đến Nam Cali thì đến viếng thăm chùa Bảo Quang thì thấy đây là quả là cái công trình rất là quy mô, do công đóng góp của nhiều người. Trước khi thầy Quảng Thanh viên tịch vào tháng 6 năm 2019 thì thầy có một cái dịp clip nói cả tiếng đồng hồ vậy đó. Thầy bảo đây là công trình chung của tất cả mọi người, chùa Bảo Quang là tài sản chung của tất cả mọi người. Lúc đó thầy Quảng Thanh có nhắn nhủ là hai người mà thầy đề cử là một là ông Thích Phước Hậu là trụ trì và Thích Huệ Minh là tri sự, và tất cả những người khác thì đồng hợp sức với nhau để giúp cho ngôi chùa được phát triển lớn mạnh, để làm một cái trung tâm sinh hoạt văn hóa Phật giáo tại Nam Cali. Tuy nhiên sau khi thầy viên tịch dừng 3 tháng thì cái nhóm mà họ mạo nhận, tự nhận là ban quản trị, tại vì thời đó thầy Quảng Thanh không có cơ hội để tổ chức cái ban quản trị cho chính xác, cho một cách nghiêm minh. Chỉ có hai người làm thư ký và thủ quỹ là ban điều hành. Tuy nhiên sau khi thầy viên tịch thì khoảng 3 tháng sau thì họ đuổi thầy Phước Hậu đi, và họ dùng lý do là họ là người trong ban quản trị. Thì vì chính vì lý do họ đi sai lệch với lại cái ước nguyện của thầy Quảng Thanh đó, thành ra chính tôi là Tony Bùi cùng với một ông bạn tên là Phiêu Bùi đã đứng lên bảo vệ cho thầy Quốc Hậu để được ở lại chùa và thi hành nhiệm vụ mà thầy Quảng Thanh đã giao phó. Tuy nhiên quan tòa ở dưới đó thì họ lắng nghe không có đủ những dữ kiện, nên họ chỉ nghĩ là hai bạn Bạch Hoàng Lộc và Bạch Hoàng Christie là thư ký và thủ quỹ, thì họ bảo rằng là họ là người trong ban quản trị và họ có toàn quyền đề cử thêm một người vào trong ban quản trị. Thì lúc đó họ cũng đề cử một ông Cao Xuân Kiệt, cũng là một người trong liên hệ gia đình
với họ. Rồi gần đây họ mới kiện thầy Phước Hậu và đuổi thầy Đức Hậu ra khỏi chùa. Và sau vụ chuyện đó đó thì chúng tôi gần như là thua kiện, vì họ dựa trên cái điểm là họ là những người trong ban quản trị. Do đó tôi đã rời ra khỏi chùa, nhưng tôi không là người không ký tên trên cái giấy để chấp nhận họ là những người trong ban quản trị. Và thầy Phước Hậu và ông Phiêu Bùi là những người đã ký giấy để rời khỏi chùa. Riêng tôi không mất cái quy chế của một người, vẫn là người Phật tử trong chùa và vẫn có quyền lui tới trong chùa. Tuy nhiên tôi không có thường xuyên đến chùa, vì tôi đã đứng lên trong một cái vụ kiện mà 3 tháng sau khi tòa dưới quyết định là họ có quyền làm ban quản trị, thì tôi nhận được một cái lệnh của tòa cấp trên là tòa kháng cáo cho phép tôi được đứng với tư cách là người Phật tử cũng như là người congregant, là những người lui tới sinh hoạt trong chùa, có cơ hội để duyệt xét hồ sơ tài chánh và hành chánh của chùa Bảo Quang. Đấy là lý do tại sao mà có buổi họp hôm nay, có buổi hearing với ông quan tòa hôm nay đấy quý vị nhé. Thì hy vọng là cái kết quả của buổi họp hôm nay là sẽ cho phép chúng tôi tiếp tục duyệt lại, thanh lý, thanh tra và tìm hiểu về tài sản chùa Bảo Quang trong suốt 30 năm qua đi về đâu, và những người trong ban quản trị có làm những điều sái quấy để khiến cho tiền bạc bị rơi vào tay những người ngoài mà theo đúng luật của non-profit corporation á, không một cái quyền tiền bạc cúng dường, tiền bạc của Phật tử hay là tiền bạc của tất cả mọi người không được dùng để chi trả cho những người có liên hệ trong ban quản trị cũng như có liên hệ gia đình trong ban quản trị. Vì điểm đó mà chúng tôi đã đứng lên để đòi hỏi sự công bằng, và đồng thời chúng tôi cũng kêu gọi quan tòa cho phép chúng tôi điều chỉnh tất cả đồng bào Phật tử được cơ hội hội chung lại với nhau để bầu lên một ban quản trị mà không hề có tính nepotism, tức là tính gia đình trị đó quý vị. Đấy, cái tính đó là đối với người Mỹ là rất là kỳ. Không thể để một cái tài sản chung được nằm dưới quyền của những người trong một gia đình quyết đoán tất cả vận mệnh của một tài sản chung do những người đó. Đó là lý do mà tôi quyết chí làm vì đồng bào, vì lợi ích của tất cả Phật tử, và cũng như vì lợi ích của hàng 5.000 hương linh đang được đặt tại chùa Bảo Quang. Hương linh còn có gì? Còn chỉ những hình ảnh của những người đã mất, rồi còn có những cái hộp tro cốt của những gia đình họ đưa thân nhân đặt ở đó, thì chúng ta phải bảo vệ, vì đó là quyền lợi của tất cả đồng bào cũng như quyền lợi của những người đã từng đóng góp vào cho chùa. Và chúng tôi hy vọng rằng là chúng ta mà có cơ hội sửa đổi lại lề luật sinh hoạt cho một cách dân chủ hợp lý đó, thì sở thuế vụ IRS cũng như sở nội vụ của State of California họ sẽ không thu hồi cái quyền gọi sinh hoạt của chùa Bảo Quang. Và nếu mà họ thu hồi quyền sinh hoạt mà nếu họ giải tán đó, thì chùa Bảo Quang sẽ bị thanh lý và bán cho một cái tổ chức tương tự. Đó là lý do tại sao chúng ta phải cố gắng giữ vững cái ngôi chùa Bảo Quang, và đồng thời phải chỉnh đốn về pháp lý cũng như là về hành chánh và tài chánh phải phân minh dựa trên 3 điểm nha quý vị: accountability, transparency và constitutional complying. Đây 3 điểm đó quý vị hiểu là gì không? Xin đưa mạng phép giới thiệu diễn giảng cho quý vị rõ. Accountability là tài sản đóng góp cúng dường của tất cả quý vị đều phải được accountable, là phải được sòng phẳng, minh bạch, có sổ sách rõ ràng. Thứ nhì là transparency, là rõ ràng, mọi việc phải thanh minh để cho mọi người thấy rõ tiền bạc đi về đâu, tiền bạc sử dụng vào việc gì. Và
ai ban quản trị là những người có nhiệm vụ thiêng liêng là bảo vệ ngôi chùa Bảo Quang cho tất cả mọi người. Đây, điểm thứ ba là constitutional complying, tức là mọi người đều có quyền cơ hội để nêu lên tiếng nói của mình liên quan đến một sinh hoạt trong một xã hội dân chủ. Ví dụ quý vị thấy một ngôi chùa mà làm điều hành sai quấy thì quý vị phải có tiếng nói, phải có nhiệm vụ lên tiếng để cho những người trong ban quản trị, ban điều hành họ trình bày để không có bị tài sản thất thoát hay là có cái vấn đề gọi là conflict of interest, là đối nghịch về vấn đề quyền lực với nhau. Đây là những điều mà chúng tôi xin trình đến quý vị và hy vọng rằng là phiên tòa này ông quan tòa sẽ lắng nghe chúng tôi. Tại sao có phiên tòa này? Vì khi chúng tôi được lệnh cho phép thanh lý tà hành chánh của chùa Bảo Quang, của những ban quản trị trong suốt 20 năm qua, thì luật sư của bên phía ông Bạch Hoàng Lộc và bà là tổng thư ký ngày xưa, bà Bạch Hoàng Christie là thủ quỹ, đã quyết chí ngăn trở chúng tôi không được quyền xem xét những tài liệu, vì những tài liệu này có liên hệ đến những cái chi tiết hành chánh, những chi tiết riêng tư của đồng bào đóng góp. Cái điều đó không có hợp lý tí nào cả. Vả lại, chúng tôi chỉ muốn xem tài sản trong bank record nó được sử dụng như thế nào mà thôi, và hoàn toàn hợp lý theo cái tính gọi là công bằng, hợp lý và minh bạch mà tòa án cũng như sở thuế vụ cho phép chúng tôi làm. Chúng tôi làm những gì là nằm trong phạm vi được sở tài chính, sở IRS cho phép chúng tôi làm nha quý vị. Mình không có lạm dụng quyền hành được. Đây, đó là những điều mà mình trình bày sơ lược như vậy anh ơi. Hy vọng là đồng bào nghe được những điều này thì đồng bào ủng hộ cho chúng tôi, và trong khi đó, trong tương lai, nếu mà có những buổi hội ngộ lớn á, để đồng bào đến đóng góp những lá phiếu bầu lên những người trong ban quản trị đó, thì chúng tôi kêu gọi tất cả những người đã từng đóng góp cho chùa Bảo Quang hãy mạnh dạn đến dự những phiên đại hội đó để bầu lên một ban quản trị mà đúng với tinh thần của thầy Quảng Thanh trước khi ngài viên tịch, là thầy muốn có một cái ban quản trị gồm có 20 người, sau đó gồm lọc ra lại còn khoảng 9 người trong hội đồng quản trị, và tất cả chúng ta phải làm việc trong cái tinh thần gọi là check and balance, tức là kiểm soát và cân bằng lẫn nhau để cho cái ngôi chùa được tồn tại tốt đẹp. Rất hân hạnh được trình bày những điều đến quý vị nhé. Trước khi vô cuộc trò này, xin lỗi chú Thanh Ly có cầu nguyện gì cho Hòa Thượng, cố với Hòa Thượng Thích Quang Thanh vô chung coi sự xét đúng cái theo cái ý của Hòa Thượng hồi xưa thích không ạ? Kính thưa quý vị ơi, anh Quang phải không, đặt vấn đề rất hay, là ngôi chùa Bảo Quang mà quý vị xây dựng lên đó, nó là ngôi chùa về phương diện physical entity, là một vật thể hiện hình. Tuy nhiên song song đó nó có một cái phần unphysical entity, một phần tâm linh mà gồm có những người đã từng đóng góp công sức cũng như sức lực và đã quá cố, quá vãng, và họ đã trú ngụ nơi đó vì họ tin tưởng là chùa Bảo Quang là chỗ tốt để cho hương linh của họ được có cơ hội lai vãng mà học hỏi những điều kinh sách, những điều giáo lý của nhà Phật. Thì chúng tôi vẫn luôn luôn cầu nguyện không những thầy Quảng Thanh phù hộ cho chúng tôi trong bước đường khó khăn này, mà còn cầu nguyện hương linh, vong linh, chư thần, chư thiên ở cõi trên cao nhìn xuống cái để giúp cho chúng tôi giải quyết được vấn đề một cách minh bạch, rõ ràng và tốt đẹp cho tất cả mọi người. Vì ngôi chùa này không phải là của riêng một mình tôi hay là của riêng một nhóm nào, mà là của toàn thể tất cả quý vị, cũng như của tất cả những hương linh, những vong linh, những người đang giữ cái phần positive energy, phần năng lượng thiện lành đang giữ còn quanh tại chùa Bảo Quang. Thì những năng lượng thiện lành này sẽ kết hợp với nhau để tạo nên một kết quả thiện lành, và tôi tin tưởng là
chúng ta sẽ có những kết quả thiện lành để xứng đáng là những người hướng về giáo lý nhà Phật là gì? Là để giải thoát, hướng tâm đến sự thanh tịnh và hướng trí tuệ đến một cái gọi là trí tuệ bát nhã. Trí tuệ bát nhã là trí tuệ mà hướng ta vượt thoát khỏi cái sự ràng buộc của vật chất ở cõi trần này. Đây là những điều tôi xin được chia sẻ cùng quý vị. Dạ, em xin hỏi câu cuối cùng à. Dạ. Bây giờ ví dụ tòa dưới là người ta đã bác đơn cái chuyện sự cũ rồi, bây giờ tòa mới này người ta bác đơn cái mới. Nếu mà bà con trên toàn thế giới cũng đang cầu mong chúc anh chú Thanh Ni thành công cái vụ cái thắng chùa Bảo Quang này cho về Phật tử mình từ Quảng Trị. Nếu mà thật sự nếu mà chú thắng kiện này thì chú sẽ dự định gì cho tương lai cho ngôi chùa Bảo Quang ạ? Dạ, kính thưa quý vị, đây không phải là một mình Tony Bùi mà có quyền quyết định đó, mà chúng tôi sẽ có một buổi đại hội lớn lao gồm có nhiều bậc trưởng thượng, nhiều bậc nhân sĩ cũng như nhiều người có tâm với lại việc phát triển Phật giáo trên thế giới, thì hội cùng hội ngộ với nhau rồi sau đó cùng đưa ra những phương thức sinh hoạt điều hành để mà hợp lòng với tất cả mọi người, cũng như hợp lòng với lại đất nước Hoa Kỳ, hợp luật lệ của đất nước Hoa Kỳ này, và nhất là hợp với lại giáo lý nhà Phật là lấy sự thiện lành để ban rải đến tất cả mọi nơi và không hề có vấn đề tranh giành quyền lực hay là vật chất cho riêng của một cá nhân hay là riêng của một gia đình hay riêng của một bè nhóm nào cả. Dạ, em xin em nguyện cầu Hòa Thượng Thích Quảng Thanh bữa nay ban phước lành mang máng đó cho anh cho tải Phật tử cho bà con trên toàn thế giới mình. Em cũng đại diện Phố Cali Bô Sa TV cảm ơn anh chú Tony nhiều. Có gì chút xíu sau cuộc trò thì đem nhiều tin vui tới cho bà con Phật tử trên toàn thế giới ạ. Cảm ơn anh Quang của Phố Cali Bô Sa TV chính nha. Dạ, chúc dẫn chương trình rất hay. Dạ. Và nắm vững vấn đề. Dạ. Và đồng thời những gì tôi nói là ý kiến riêng của cá nhân tôi. Dạ. Tuy nhiên ý kiến riêng này nó được bảo vệ bởi cái hiến pháp Hoa Kỳ là được quyền phát biểu. Yeah. Miễn sao là những điều mình phát biểu. Yeah. Nó phù hợp với lại nguyện vọng chung của mọi người. Yeah. Và không có tính cách dè biểu người khác. Yeah. Hạ uy tín người khác, và chúng ta phải tôn trọng tất cả mọi người một cách bình đẳng. Dạ, con chúc chú Thanh Ni với lại toàn Phật tử bữa nay đi ủng hộ chú Thanh Ni được gặp nhiều may mắn. Dạ, con xin chào. Dạ, bye bye. Dạ. Đây.